Hello, xin chào anh em nhé. Hôm nay là mình lại có một chuyến hàng đi theo suối nhé. Đi bảo là đi chở thóc nhưng mà thóc hình như là được 50 bao thôi. 50 bao thôi, giờ chở cả dơm. Chở kiểu như là cũng như là ghép hàng thôi. Chở theo suối này xuống. Vừa nãy là đến đoạn trên này khó lắm, là không muốn cho thằng em lái. Đấy là mình lái là mình không quay được ở đoạn khó nhất. Giờ là đến đoạn này nó cũng bình thường đấy. Đoạn này cũng coi như là dễ rồi, cho thằng em nó lái lên đoạn. Ok, hoặc là một đăng ký kênh nha, để nhận được video mới của mình nha. Đi vào số gì rồi? À, đi số 2 đi. Nhà trước tôi. Thằng em nó chưa quen xe á. Ôi, sao lùi rồi mày? Đâu? Anh em à, đúng là thằng em nó chưa biết vào số à. Nó đi toàn vào, nó bảo là tìm đéo thấy số. Mình vào đến là mình gặp phát được luôn nhá. Thằng em nó. Anh em xem video, anh em cho một like với mình nha anh em ơi. Cho một đăng ký kênh đấy nha. Xe này là xe đê của Gara Đông Xuân ở Gia Lai đó. Anh em nào mà có nhu cầu định mua xe độ hoặc là xe gì thì là alo cho anh Đông Xuân là nó sẽ chế tất cả mọi thứ nha. Nói chung là anh Đông Xuân là kiểu gì mà nó cũng chế được hết anh em nhá. Miễn là xe rồi, xe gì nó cũng chế nha. Xe ba cầu nó cũng chế hết, nó cũng làm được hết. Ba cầu bốn mấy các thứ làm được hết nha anh em nhá. Đó, bây giờ ra đến đường bê tông rồi anh em nhá. Đó, đi suối đây đó, chở cao lắm anh em ạ.
Thằng em nó đi vào nhầm số 1 này. Cái gì đi chậm nữa này. Giờ em nó đấy. Mình không có cái gậy chống rung ấy, là mình đi nó từng bước là nó giật quá. Đuổi không kịp thằng em rồi. Em nó đi nhanh quá, mình đi bộ thôi là mình không đi được đằng trước, quay cho anh em xem nha. Kiểu như là đang trời mưa đấy ạ. Cái đường bê tông này nó trơn lắm này. Làm sao rồi? Tơ. Đã xả được hết hơi đâu. Em này đi số gì ta? Em này, chỗ này rất là cua, rất là gấp và cũng rất là gấp và cũng rất là, bên dưới này rất là cao.